Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần ở trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có những phần chính như sau. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi view lại tất cả danh mục các mã cổ phiếu khá là cơ bản. Và các anh chị em lưu ý những mã cổ phiếu nào được cùng Lê nhấn mạnh và được cùng Lê khuyến nghị hoặc là được phân tích cụ thể một cách chi tiết hơn thì đấy là những mã cổ phiếu mà chúng ta đang có thể đầu tư và có thể còn có những điểm mua. Còn những mã cổ phiếu nào mà cũng lướt qua để chúng ta nắm được cái xu hướng và không còn điểm mua nữa thì chúng ta lưu ý như vậy. Và phần cuối cùng của bản tin thì cũng sẽ dành ra khoảng tầm 15 phút để chúng ta có một vài nhận định cái xu hướng thị trường trong tuần tiếp theo, một cái tuần mà dự báo là có thể là nó sẽ yên bình với chúng ta, đúng không ạ? Với chúng ta thì các cái danh mục cổ phiếu tại sao lại yên bình thì cũng có mở ngoặc, có nói vui như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã đáo hạn xong hợp đồng phái sinh của tháng, cùng với đó thì ngày hôm nay thì ETF cũng đã chốt một số cơ cấu các cái danh mục, và sang tuần tới thì gần như nó sẽ vận động theo cái xu hướng, cái lòng nội tại của thị trường mà thôi. Còn về các cái danh mục cổ phiếu thì như thường lệ thôi, chúng ta sẽ đi phân tích các cái nhóm cổ phiếu ngành trụ, rồi ngành hàng không, dầu khí, thép. Tuần này thì cũng sẽ phân tích thêm cho các anh chị một số mã cổ phiếu banh, nó đang có cái tín hiệu dòng tiền tương đối là ok. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm sông Đà, nhóm bất động sản và xây lắp, thì chúng ta sẽ chia tách ra một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản và một số các mã cổ phiếu của ngành đầu tư công. Sau đó thì đi phân tích phân đạm rồi hóa chất dệt may và một số các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc. Đặc biệt là chúng ta sẽ phân tích hai cái nhóm ngành có thể nói gọi là thế mạnh cũng được mà cũng gọi là không thế mạnh cũng được. Đó là các mã cổ phiếu Penny và họ FLC. Team của chúng ta đã có một cái hành trình phân tích và nhận định cũng như là theo dõi tất cả mã cổ phiếu này rất là lâu rồi, đúng không các anh chị? Rồi, bây giờ thì chúng ta đi vào nội dung chính của bản tin các anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi view lại. Thì Vic Hùng đã tìm cho các anh chị đây một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 76 đến 77, và 2 tuần vừa qua thì Vic đang làm rất tốt cái nhiệm vụ, tức là đi ngang ở vùng này. Lực cầu phiên ngày hôm nay tất nhiên đáo hạn ETF, tức là các anh chị sẽ không sử dụng cái tín hiệu kỹ thuật về khối lượng của phiên ngày hôm nay, bởi vì nó không đại diện cho cái xu hướng chung của cổ phiếu, mà nó chỉ mang yếu tố đột biến trong phiên giao dịch của ngày thứ sáu. Đấy là lưu ý. Thì VIX đang có những cái tín hiệu kỹ thuật đang tương đối là ok, và các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm VIX và đang kẹp lại VIX thì ở vùng 76 đến vùng 77 các anh chị có thể canh gom lại. Mã cổ phiếu Vinhome cũng hoàn toàn tương tự trong tuần vừa qua, ở vùng 73.3 đến khoảng vùng 74. Đây là cái vùng kỹ thuật nó đang rất là ok đối với mã cổ phiếu này. Trong ngắn hạn thì Vinhome sẽ có những cái điểm khả năng là nó vẫn còn đi ngang ở quanh vùng 73-74 thêm 1 đến 2 phiên nữa, và nó cần phải vượt thoát vùng 76 đây. Khi vượt thoát được vùng 76 này thì các anh chị có thể canh gom thêm. Cổ phiếu VRE trong tuần vừa qua thì nó đã chính thức là nó đã hoàn thành cái mô hình test ở đây, và các anh chị có thể xem lại các cái bản tin phân tích cũ của ông Lê. Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 31 đến khoảng vùng 32 trong tuần vừa qua thì nó test khá là ok, và trong phiên kết tuần thì trên ngày hôm nay thì tất nhiên là nó cũng hiệu ứng thôi. Nó một phần là quỹ cơ cấu, nhưng về mặt kỹ thuật là VRE cũng đã có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là ổn định ở quanh vùng 31 để có thể tiến đến cái vùng kháng cự cao hơn, đó là khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36 của nhịp này. Ở Vinamilk ở đó một cái mô hình test nấm, đúng không các anh chị? Hùng đã có phân tích cho anh chị rồi, và chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo trong những cái trường hợp mà cổ phiếu kéo như này. Và đây trong tuần vừa qua thì đến phiên kết tuần ngày hôm nay thì chính thức là Vinamilk đã quay trở lại vùng 75 đến vùng 76. Tí nữa ông phân tích cổ phiếu VTP thì các anh chị sẽ hiểu cái nguyên lý vận hành của cổ phiếu. Như vậy là gì? Như vậy là cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu, hay cổ phiếu penny hay mid cap hay là vân vân vân, thì chúng ta cần phải nắm được cái quy luật vận động. Và nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta tức là mọi người sẽ đặt ra câu hỏi bảo ông này ông nói như vậy thì thế thì ông nắm được hết à? Chúng ta không nắm được hết, nhưng chúng ta có phân tích, có định lượng và có định hướng các anh chị, thì một 100 phần thì chúng ta phán đoán được khoảng 70 phần. Như vậy là chúng ta đã thắng rồi, chúng ta đã thắng lớn ở trên thị trường rồi, so với cái câu chuyện là chúng ta không định hướng được và chúng ta không không biết được là cổ phiếu nó sẽ đi như nào, hoặc là dự báo được cái xu hướng đi của cổ phiếu, thì như vậy là chúng ta mua một cách rất là vu vơ và
như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm, anh chị lưu ý như vậy. Cổ phiếu VJC, ngành hàng không, thì trong tuần vừa qua VJC đã, sau khi mà nó tuần trước nó đã có một cái nhịp test kỹ thuật ở đây và cái lực cầu đánh lại tương đối mạnh, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 140-142 khá là ok. Với tín hiệu của VJC hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng hướng cái target của nhịp này, tức là nó sẽ quay lại về vùng kháng cự 150 đến khoảng vùng 152. MHVN đó có một nhịp phục hồi và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu HVN ở vùng 26.5 đến vùng 27 vẫn là vùng kháng cự tương đối là mạnh. Trong tuần thì nó đã có 2 cây, 3 cây, thậm chí là 3 cây đẩy lại đến cái vùng 26.5 nhưng nó không đủ cái lực vượt thoát. Chính vậy nên cổ phiếu lại quay lại nền. Thì nền hỗ trợ của nó ở đây đó là 24.5 đến khoảng vùng 25. Dự báo thì tuần tới thì khả năng cao thì cổ phiếu này sẽ quay lại test nền lần 2 trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo ở đây. Cổ phiếu Superdong Kiên Giang, thì Superdong Kiên Giang chúng ta có phân tích một cái nhịp hỗ trợ kỹ thuật ở đây rất là tốt ở trong cái tuần giao dịch cũ. Hiện tại thì tuần này Superdong Kiên Giang đang có những cái tín hiệu kỹ thuật mà dự báo có thể break vùng 25. Trên cơ sở chúng ta quan sát những cái điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.3. Và tuần tới thì nó sẽ có ở khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 23.3. Nhìn về trang kỹ thuật của Superdong Kiên Giang thì vẫn đang rất là ok. TCT, cáp treo bà nà. Thì TCT trong cái giai đoạn vừa qua nó có vùng 41 đến 41.5 đến vùng 42. Cái vùng hỗ trợ này tương đối là ok. Và kháng cự gần của nó ở đây đó là vùng 45.5 đến vùng 46 thì nó chưa thể vượt thoát qua được. Tuy nhiên với góc độ là nó cứ đi như này thì vẫn đang ok và chúng ta có thể cầm nắm thêm. Khi mà hoạt động du lịch được quay trở lại thì TCT dự báo cũng sẽ có những cái bước tăng tiếp theo và hiện tại thì cũng đang hướng cái target của em này lên vùng 50. Tất nhiên là TCT thì cũng đã có phân tích mua từ rất là thấp từ dưới này rồi, chứ không phải là bây giờ chúng ta mới phân tích để chúng ta mua. Cổ phiếu VTP cũng là xin lỗi cả nhà, VTD. Cổ phiếu VTD cũng đã được team tiếp cận khá là sớm và hiện tại thì chúng ta vẫn đang phân tích một trend kỹ thuật sóng lên của cổ phiếu VTP. Kháng cự của nó ở vùng 26-26.5, tuần vừa qua thì nó chạm về cái vùng kháng cự này nhưng nó vẫn chưa thể bứt thoát được. Song song với đó thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 24-24.5, đây là vùng mà đã có báo với những cái tài khoản mà chúng ta đang mua cổ phiếu VTP thì chúng ta có thể canh gom thêm. Với mục tiêu dự là khoảng quanh vùng 30. Còn các cái điểm mua mới thì các anh chị lưu ý là chúng ta mua từ từ, bởi vì là bây giờ là cái điểm mua rất là cao rồi so với những cái việc mà chúng ta phân tích cổ phiếu VTP khi nó đang ở khoảng vùng 17.5 đến vùng 18 ở dưới này. Mansan thì đúng như dự báo, đúng anh chị, như dự báo thì chúng ta đã có đề cập đến cái câu chuyện là Mansan. Đây, cái nón ở bên này thì chúng ta đưa cái nón ở bên này và trong tuần vừa qua thì Mansan đã chạy về đúng cái nón này. Thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm cái xu hướng của Mansan ở quanh vùng cái nón này, tức là ở quanh đó đâu đó ở vùng 135 đến khoảng vùng 138. PNG đây. PNG chúng ta có bài nó ở đây, đúng không anh chị? Đây, bài nó ở đây. Thì trong tuần vừa qua nó có đạp thủng qua cái nón đó, nhưng mà sau đó thì nó lại lấp lại ngay ở phiên liền sau đó. Đây, phiên này chính là phiên mà nó xác nhận lại cái tín hiệu kỹ thuật là nó vẫn đang nằm được ở cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 101.5 đến khoảng vùng 102. Thì với tín hiệu này thì PNG sang tuần tới có thể cán lại đây vùng kháng cự của nó đây mà ông đã có phân tích cho các anh chị trong các bản tin tuần gần đây, đó là vùng vùng 110 đến vùng 111, chúng ta lưu ý. MBWG nhìn chung thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến anh chị, nó có vùng hỗ trợ dài này biên 127-130 và trong tuần vừa qua thì nó chủ đạo là đi ngang ở quanh vùng 131.5, đây là biên hỗ trợ. Thì nếu như các anh chị mà đang cầm thì chúng ta có thể gom ở vùng này và sau đó thì lên đấy, nó hồi lại về lên đây này, tức là đánh ngắn thôi, chứ còn MBWG trong thời điểm hiện tại mà bảo là đánh
cho nó được cái target, đạt được cái target to to tí là hơi khó anh chị nhé. Cơ điện lạnh G thì nó vẫn đang gặp một cái vùng kháng cự đây, cái nón ở bên này thì chúng ta đưa cái nón ở đây, và cái nón này thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, vùng kháng cự rất mạnh của G ở vùng 75. Ngắn hạn chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 71 đến khoảng vùng 72, và xu hướng hiện tại thì G sẽ tiếp tục đi bừa cày bừa ngang ở quanh cái biên này. Còn đối với nhóm thép thì ông cũng đã có những cái phân tích kỹ thuật của nhóm này ở trong ngày mùng 10 tháng 3. Ngày mùng 10 tháng 3 thì thép ngày mùng 10, à không không phải, đây đây. Mùng 3 là tuần trước à. Đối với nhóm thép thì sau khi mà nó đạt được một số các cái target kỹ thuật mùng đã có phân tích ở trong bản tin tuần vừa qua, thì chúng ta có phân tích một số các cái mã, một cái số một số các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật, và hiện tại thì giá sắt và giá quặng tương lai đang có xu hướng dịch chuyển tăng. Chính vì vậy nên là đối với thép thì các anh chị cũng có thể bắt đầu tuần tới đó. Thực ra thì là đã bắt đầu có những cái phân tích về 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 cái sự điểm hỗ trợ này, và quanh những cái điểm hỗ trợ đó thì chúng ta có thể bắt gom dần lại được rồi. Và dự báo thì thép vẫn sẽ tiếp tục tăng khi mà cái câu chuyện chiến tranh địa chính trị vẫn tiếp tục có những cái dấu hiệu căng thẳng, và cái câu chuyện là cái nguồn thép ở trên thị trường thì nó cũng sẽ gặp khá là nhiều khó khăn, nên là giá thép dự kiến là cũng sẽ tiếp tục tăng. Thì đối với Hòa Phát chúng ta quan tâm đến hỗ trợ quanh vùng 46, ở vùng này các anh chị có thể thu gom thêm, thậm chí là có thể đặt dưới này một tí này, 45.5 46 đây, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của Hòa Phát. Đối với Hoa Sen thì sau khi mà đạt được target 42 thì chúng ta bắt đầu lần lượt dò lại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Trong bản tin tuần video số 206 thì chúng ta dò lại ở vùng 39.8. Đến bản tin video số 207 thì chúng ta dò lại ở vùng 37.8, và trong tuần thì đã có những thời điểm thủng 37.8 nhưng nó đóng cửa tuần ở vùng 37.85. Ở trên góc độ kỹ thuật như thế này thì sang tuần tới khả năng cao thì thép HSG nó vẫn còn có những phiên có thể là giao dịch ở quanh vùng 36.5, 36.7 một tí ở đây, thì chúng ta có thể ke ở những cái vùng này để chúng ta gom. Đó. Ở những cái vùng sát sát ở đây này. Đó, đó thì chúng ta gom dần. Đó, và đến chờ đến lúc mà cổ phiếu Hoa Sen vượt thoát lại vùng 38.5 thì đó chúng ta có thể gom mạnh hơn. Nam Kim, chúng ta có phân tích dò tìm một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 46.5, và các anh chị thấy là trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có những cái điểm đánh quanh vùng 46.5, kết tuần ở 46.2, và có điểm sâu nhất ở trong tuần là 44.3. Như vậy thì sang tuần tới với những cái tài khoản mà chúng ta quan tâm đến Nam Kim thì chúng ta có thể đó ở quanh vùng 43.3, 44, 43.4, 43.5 ví dụ như vậy. Thì cái cách mà chúng ta dò tìm lại như vậy, chúng ta không biết được đáy cổ phiếu các anh chị nhá, chúng ta chỉ đi dò thôi, và sau khi chúng ta dò được một cái lượng hàng nhất định ở đây và chúng ta chờ xem những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ cổ phiếu NKG đánh vượt thoát vùng đây này, vượt thoát cái vùng ở đây là bao nhiêu ta, vượt thoát vùng 47.5 thì khi đó chúng ta có thể mở mua mạnh hơn, ví dụ như vậy. Và chúng ta xem thêm cái xu hướng của giá thép nữa đó, thì chúng ta kết hợp rất nhiều các cái yếu tố để chúng ta vận hành, để chúng ta đưa vào cổ phiếu đó. Còn đối với NKG trên quan điểm kỹ thuật, khi mà cổ phiếu này bị gãy vùng 48.8 thì chúng ta chốt bớt đó, chốt bớt, bởi vì là không biết là đỉnh và không biết đâu là đáy đâu. Đấy, có thể hoàn toàn là cái câu chuyện là cổ phiếu phá đáy bình thường, phá 43.44.3 đấy là câu chuyện rất là bình thường. Đó thì chúng ta cứ chủ động. Cổ phiếu Hồng Minh Châu, nói vui, Hồng Minh Châu. Hoa Lan đột biến đúng không? Đấy, bây giờ nó đột biến rồi. Thì cổ phiếu Hồng Minh Châu đã có những cái điểm khuyến nghị các anh em ở trong team bắt tương đối là sớm. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy cái mức độ mà xuất hiện cái tần số chữ HCM ấy, từ ngày 14 tháng 2, 17, 18 đó đến ngày 10 tháng 3, tức là chúng ta đã đánh cổ phiếu này tương đối sớm. Ở tuần này thì quá là đẹp rồi, break vùng 28.5 và đang hướng về target 30, thậm chí nhịp này nếu mà đánh một chạm như này thì khả năng có thể sẽ sau khi break 30 thì có thể hướng về vùng kháng cự tiếp theo ở vùng 32. Cổ phiếu TVN thì đây nó đã chỉnh, chúng ta có dò lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.5, trong tuần vừa qua thì nó chỉnh về đến vùng 15.5 và đang có sự phục hồi.
Với sự phục hồi này thì sang tuần tới các tài khoản quan tâm đến TVN có thể quanh vùng 16. TLH nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta có dò tìm cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Đó là biên bao nhiêu, 19.5 đến 20, và trong tuần vừa qua thì nó cũng đã đi tích lũy ở trong cái biên hỗ trợ kỹ thuật này. Các cái tài khoản mà chúng ta quan tâm đến cổ phiếu TVN thì cũng có thể dò bắt lại ở TVN ở quanh vùng này, bởi vì giá thép hiện tại đang có xu hướng dịch chuyển tăng, thì dự báo là tuần tới nhóm cổ phiếu thép nó cũng sẽ có những cái yếu tố kỹ thuật tương đối là ok. Rồi bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành sông Đà. Chúng ta sẽ đến với mã cổ phiếu SDA. Thì đối với SDA, trong tuần thì chúng ta chính thức hoàn thành target vùng 40 trên 40, và như vậy là cổ phiếu này phân tích chính xác là từ vùng 22.5 đến vùng 24 lên được 40, như vậy là cũng gần được 100%, đúng các anh chị, đúng nhỉ, 24 lên được 44 thì là sẽ 100%, như vậy lên được 40 rồi thì cũng gần suy soát 80-90% đó. Như vậy là một nhịp tăng cũng rất là tuyệt vời, trong khi mà thị trường của chúng ta rất là yếu, rất là thiếu, thì nếu như mà các anh chị gom theo cổ phiếu SDA thì đến bây giờ là chúng ta cũng đã tạm bằng lòng, đúng không ạ? Rồi 40 có thể chốt bớt đi rồi thì chúng ta sẽ canh gom lại cổ phiếu này quanh vùng 33.5 đến vùng 34.5, dự kiến đây sẽ là những cái vùng chỉnh cung. Và trên góc độ quan điểm kỹ thuật thì cũng đang kỳ vọng là em này sẽ tích lũy thành công ở vùng này để công lại vùng 40 lần 2 và hướng về target 50. Hướng về target 50. Đó, thì chúng ta chủ động. Mã cổ phiếu thứ hai trong nhóm này đó là SCL, một mã cổ phiếu cũng đang rất là thích và hiện tại thì cũng đang gom. Nói chung là âm thầm lặng lẽ gom thôi, ai thích đánh thì đánh. Cái đấy, việc đấy là tùy từng sở thích. Tuy nhiên những cái mẫu hình mà nó đi như thế này là cũng rất là thích. Tức là gì, nó đi lên xong nó rũ hết này, xong nó đi lên nó rũ và nó đi lên. Đó, vậy thì ở những cái nhịp rũ này, đó quanh vùng 19.5 này cũng canh gom này. Rồi nhịp vừa rồi đây, vùng 20 đến vùng 20 lại gom tiếp. Đó, rồi biết đâu đó nó kéo lên được đến khoảng vùng 24 á. Đó, ví dụ kéo lên vùng 24 nó đạp xuống đây này. Đó, thì vùng này lại tiếp tục sẽ canh gom, tức là cái cách là cũng không có gom hết một lần vào đó, và chúng ta sẽ canh gom nôm na đủ một cái biên kỹ thuật nào đó, một cái target kỹ thuật nào đó, và chờ đến lúc mà cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 24 cộng thì đấy là thôi, kết thúc, và chúng ta bắt đầu chúng ta ngắm nghía nó và chúng ta bắt đầu đi tìm kiếm những cái target nó cao hơn. Cổ phiếu SD9 cũng là một cái mã cổ phiếu mình rất là yêu thích nó, và vẫn tiếp tục chinh chiến. Trong tuần vừa qua thì đã bắt thêm được khá là đẹp gì ta. Trong tuần vừa qua thì đã có nhặt thêm được phiên này 12.5 đến 12.8, tức là trên quan điểm kỹ thuật là chúng ta sẽ dò lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đây sẽ nhặt này, và thậm chí nếu như trong tuần nó có tiếp vùng 12 sẽ nhặt tiếp. Bởi vì sao, đây là những cái nhịp rũ và cái mô hình test nấm là một cái mô hình siêu kinh điển trong phân tích kỹ thuật đó, và chúng ta sẽ canh lại những cái điểm test kỹ thuật bằng 1/2 ở bên này, 1/2 của cây nấm này, thì đấy sẽ là những vùng mà chúng ta canh gom thêm. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu VTP thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Đối với SD9 thì chúng ta sẽ chờ đợi nó đánh vừa thoát vùng kháng cự đây 15 và sẽ hướng về target vùng 16, mạnh hơn sẽ là vùng 19. SD6 thì trong tuần trước đã đạt target 9.5 và nó rũ này, thì điểm rũ này về lại vùng 8.3, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đây các anh chị cứ nhìn thấy đây thì chúng ta gióng thăm đây thôi. Chúng ta có thể bắt thêm, tuần này đang cán lại vùng kháng cự 9.55, thì đây là kháng cự nên là chúng ta tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm. Cổ phiếu SDT vẫn đang có những cái điểm gom đẹp, và trong tuần vừa qua có điểm gom quanh vùng 8.2 đến vùng 8.3. Mục tiêu thì chúng ta vẫn kỳ vọng em này đánh lại 10, nhịp cũ thì đánh gần suýt soát 9.9 trên 10. MSD7 thì đây vùng 8 đến vùng 8.4, các anh chị có thể gom lên được vùng 10 thì tăng 17%, lên được vùng 12 thì tăng 42%, tùy. Em này thì thanh khoản nó cũng không được cao lắm nên là chúng ta cứ gom từ từ. Ở cái mẫu hình đi của SD5 cũng là một cái mẫu hình đi rất là hay. Nó đi rất là chậm chậm, chậm rãi, và cứ thế nó túc tắc nó đi thôi.
Chính vì nó đi chậm rãi nên là chúng ta cứ thế ung dung để chúng ta gom thôi. Nhịp 1 thì cũng đã có phân tích vùng 11.6 đến vùng 12. Sau đó quanh vùng 12.5 các anh chị có thể gom thêm. Đó, mục tiêu công lại 14 và 15. Vượt thoát được vùng 15 thì như vậy là rất là đẹp. Rồi nhóm sóc đào thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã như vậy. Bây giờ thì cũng sẽ có phân tích qua cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu vừa là xây lắp nhưng mà nó cũng mang những cái dáng dấp của ngành đầu tư công. Thì cổ phiếu FCN trong 3 tuần vừa qua thì FCN đã xây cái vùng biên 23.5 đến vùng 24.5 rất là đẹp. Đó là những cái cơ sở để mà FCN công vùng kháng cự ngắn hạn của nó. Đây là vùng 27, tuần này thì nó đang công rồi nhưng mà cái điểm công này theo như Hùng thì cũng chưa chưa thực sự là thuyết phục lắm. Tức là hơi 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 đuối, hơi hụt hụt hơi. Khi mà phiên nếu như mà FCN phiên này đánh kịch trần thì đấy mới là tuyệt vời, chứ còn đánh thế này là nó hơi nửa vời. Nên tuần tới khả năng FCN sẽ vẫn còn ở quanh vùng 26.5, 26.5 đến khoảng vùng 27. Tức là chưa 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 thể vượt thoát được mà nó vẫn còn có những điểm test kỹ thuật ở đây, thì chúng ta lưu lưu ý. Mã thứ hai VCG. Thì VCG chúng ta có thể nhìn đây, sau cái đặc tính tạo lập của VCG nó đánh khá là dốc và sau đó thì các anh chị có thể nhìn ở đây rất là đau thương. Những cái tài khoản nào mà chúng ta kiểu vui quá mà vui quá này, đây là những cái tài khoản vui quá, chúng ta đua ở những cái vùng kháng cự thì đến đây khả năng là chúng ta sẽ bán cắt lỗ hết rồi, và sau khi cắt lỗ xong thì cổ phiếu nó sẽ dập dìu rồi sẽ đến một cái con đường cuối con đường đây và nó sẽ bắt đầu phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật. Nếu như chúng ta không học cái gì, chúng ta kẻ cái đường line thì chúng ta cũng đều hiểu rằng đây là một cái dao động rất đẹp trong mô hình phân tích kỹ thuật. Và vùng 42.5, 43, 43.5 đấy là vùng mà các anh chị có thể canh nhặt thêm. Cổ phiếu này VCG vẫn đang còn điểm mua. LCG nó mang gọi là về hạ tầng thì thiên về kỹ thuật hạ tầng nó cũng khá là nhiều. Thì sau một cái thời gian nó chỉnh ở đây và nó tích lũy, và cái điểm tích lũy của em này quanh vùng 18.7 đã được phân tích và theo khá là sát. Mặc dù trên bản tin tuần có thể không không được phân tích nhưng mà với những cái mã cổ phiếu này thì gần như ông Lê hàng ngày hàng giờ đều bám sát theo, bởi vì LCG này các anh chị có thể xem những cái bản tin phân tích trước thì LCG thì Hùng thường phân tích kẹp cùng với 3 mã cổ phiếu khác đó. Thì đối với LCG như vậy là tốt rồi, tuần này đã break vùng 19.7 và nó có 3 cái test ở trên cái mút nến này, như vậy là cũng khá là khỏe. Lực cầu thì đang đạt được khoảng tầm trên 8 triệu rưỡi trên một phiên, như vậy là tốt rồi. Và em này thì nó có cần thêm một cái lực nó mạnh mẽ hơn khoảng tầm độ 10 đến khoảng tầm 15 triệu. Xu hướng ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng là LCG đánh chặn lại vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Cổ phiếu LIG cũng là một mã được đánh kẹp cùng với mã cổ phiếu LCG và không thể thiếu trong các cái nhịp phân tích khi phân tích đến LCG. Và nó cũng đã có một cái nền tảng tích lũy ở vùng 14 14.5 và tài khoản các cái tài khoản nóng tim Hùng Lê đánh cổ phiếu này thì đã thu gom. Ở phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu chính thức vượt thoát vùng 15.2, với lực cầu đánh như này là đẹp rồi. Thì sang thứ hai tuần tới nó có thể nó sẽ nhả cung lại và các cái nhịp nhả cung ở vào khoảng quanh 15.2 15.5. 12.5 đến 15.5 đó là những cái vùng mà các tài khoản cầm LIG có thể canh gom thêm. Cổ phiếu ITC cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó đã có một cái hành trình tích lũy tương đối là tốt ở vùng 17.3 và nó đang đi theo một cái mô hình đây, đó là cái mô hình gọi là mô hình tạo đáy. Khi cổ phiếu sau khi cổ phiếu rơi mạnh các anh chị, sau khi cổ phiếu rơi mạnh nó có một cái nhịp hồi. Và sau cái nhịp hồi thứ nhất đó thì nó bắt đầu nó có cái gọi là oằn tà là vằn, tức là nó đi theo hình sin. Nó oằn nó oằn xuống rồi nó lại lại được đánh lên, rồi nó lại oằn xuống, nó được đánh lên, và sau những cái nhịp như vậy thì chúng ta sẽ tìm được một cái biên, và cái biên 19.5 đến vùng 20 đây là vùng kháng cự và chúng ta chờ đợi cổ phiếu ITC đánh vượt thoát vùng 20. Đấy là cái điểm mua chốt chặn cuối cùng. Thêm một mã cổ phiếu nữa là C4G, nhiều anh chị cũng quan tâm và trong team Hùng Lê thì một số anh chị đang cầm. Chúng ta phân tích luôn. Thì cái về cái đầu tư công thì khả năng là vẫn đang khá là nóng trong những cái thời gian tới. Còn trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta phân tích đến cổ phiếu C4G ở vùng kháng cự mạnh của nó, đây là vùng 23.5. Thì trong tuần vừa qua nó đã vượt thoát qua. Và sau cái điểm vượt thoát này thì nó có 4 cái nến, 3 cái nến test như thế này là đẹp các anh chị, rất đẹp. Rất đẹp.
test rất đẹp, và cổ phiếu C4G nó chỉ có một cái mồi lửa thôi và nó đánh bung ở cái vùng 25 ở đây. Như vậy thì cái tín hiệu này xuất hiện thì là C4G sẽ hướng về cái target tiếp theo ở khoảng quanh vùng 30 là được. Rồi một số các cái mã cổ phiếu xây lắp, SCR cũng đang đánh khá là hay. SCR, như vậy là SCR đang hướng lại về kháng cự A24 và trờn ở đây, tức là cặp cướp này. Phiên ngày hôm nay là bắt đầu hơi trờn lại rồi. Thì chạm vùng 24 thì kể cả là có đạt được target thì nó cũng chưa thể bươn qua ngay được đâu, nó sẽ quay về chỉnh cung, và những cái vùng chỉnh cung hợp lý của SCR khoảng quanh vùng 22.5, quanh vùng 22.5 đến khoảng vùng 23, nhưng mà khả năng là sẽ có vùng 22.5. MG36 vẫn đang có một hành trình tích lũy tương đối là ổn định như thế này, ổn. Em này nó đánh thì nó nhanh lắm, nó chỉ cần khoảng tầm 3 cây là đủ target thôi mà. Vấn đề quan trọng là chúng ta gom đủ được cổ phiếu ở những vùng hỗ trợ đẹp, vùng 18.5, sau đó biên vùng 19.5, vùng 20, đấy là những cái vùng mà chúng ta tích lũy thêm tương đối là ok. NRC là một cái mẫu hình nó đi cũng tương đối khá là giống với G36, sau một cái giai đoạn nó tích lũy đi ngang thì nó đang có những cái tín hiệu kỹ thuật đó. Sau một cây đánh lên thì nó rũ hết và nó cũng đang tiếp tục cái đà xu hướng và dự kiến là sẽ công lại ở quanh vùng 26, quanh vùng 26 đây các anh chị. Và khi công lại cái vùng 26 ở đây thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái tín hiệu test cung trở lại. Còn nếu như mà nó chưa lên được vùng 26 mà nó test cung và tích lũy ở vùng này thì khả năng là nó sẽ đâm thủng vùng 26 và chờ đợi tín hiệu kỹ thuật của em này. Em này khi đánh thì cũng đi khá là nhanh, tức là nó chỉ còn khoảng 3-4 cây thôi là nó đủ cái target thiết kế. CKG cũng tương đối là ok trong thời điểm hiện tại, sau khi mà nó có một cái vùng tích lũy kỹ thuật ở đây, đó là quanh vùng 28. Trong tuần vừa qua thì nó vượt thoát vùng 30.8 ở đây. Đối với những anh chị em mà cầm mã cổ phiếu CKG thì chúng ta chú ý kháng cự vùng 35 đến khoảng vùng 36 của nhịp này. Ở LDG thì trong tuần này đang công lại vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 21 đến vùng 22. Vùng kháng cự này tương đối là dài và chúng ta phải cần một cái lực cầu nó lớn mạnh hơn một tí, tức là nó phải đánh khoảng tầm 16 triệu. Chắc phải tầm tầm đó, nó phải nôm na khoảng tầm 15 đến khoảng tầm 16 triệu thì LDG mới có khả năng break vượt thoát được vùng 22 cộng ở đây. Nhìn về mặt ý đồ thì cũng có thể kỳ vọng trong nhịp này LDG sẽ đánh thủng vùng 21 để lên vùng target tiếp theo, đó là khoảng vùng 25. Kỳ vọng nhịp này nó sẽ đạt được quanh 25, sau đó thì nó sẽ có một nhịp chỉnh cung kỹ thuật ở đây. MLGL này thì nó có một cái đặc tính, đó là gì? Nó cũng đi tích lũy tương đối là dài. Và sau những nhịp tích lũy đây, tích lũy xong đủ lớn thì nó đánh khoảng tầm 4 phiên, 5 phiên đấy các anh chị này, 1 2 3 4 5. Mỗi phiên này là đâu đó 7% mà, 7 5 35 đó, là như vậy là nó đủ cho target cho 1 năm thôi. Chính vậy nên là cổ phiếu này thì không có gì phải vội vàng cả, cứ hỗ trợ thì táng, tức là vùng 10.6 đến vùng 11 thì cứ táng thôi. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên đến vùng 12, và đây nhịp 1 này chạm vùng 12 nó chỉnh cung này, thì nhịp này nó cũng sẽ hướng lên vùng 12, sau đó thì chúng ta đánh giá thêm cái khả năng vượt thoát vùng 12 của LGL. Cổ phiếu IDG sau khi mà đạt được cái target ở khoảng vùng 35 ở đây thì nó chỉnh, và hiện tại thì lực cầu cũng đang bị suy yếu. Tuy nhiên về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 27 đến vùng 28 ở đây thì chúng ta có thể canh để chúng ta bắt gom lại được rồi. Khả năng là về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì cổ phiếu cũng sẽ bắt đầu có nhịp hồi phục, và nhịp phục hồi này thì nó cũng sẽ đến lại cái target cũ ở đây khoảng vùng 33 đến khoảng vùng 35, chúng ta phải đánh giá thêm. HU4 tích lũy hơi sâu nhỉ, hơi dài đấy, vẫn tích lũy.
Em này thì tích lũy như vậy thì chúng ta vẫn phải chờ thôi. Lẽ ra nhịp trước này nó có nhịp này, nó nhìn nó đánh khá là thoát rồi này, nhưng mà không hiểu sao là tạo lập họ không đánh luôn mà họ lại dìm lại. Vùng 20 và vùng 19.3, đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của U4 thì các anh chị có thể thu gom. Đó, và hướng về target thì vẫn hướng về vùng 24. Hướng về vùng 24 của nhịp này. Thôi phải chờ đợi thôi. Ở đây là một nhịp mà U4 đánh cũng tương đối là thoát đấy các anh chị này. Đó thì cũng đang kỳ vọng nhịp này. U4 sẽ có những cái điểm tích lũy ở quanh vùng 19.3, vùng 19.5, vùng 20 ổn định để có thể đánh ở một nhịp này thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Rồi, tuần này thì cũng sẽ có phân tích thêm một số các mã cổ phiếu của ngành nhóm banh. Thì như các anh chị đã biết là trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng không có phân tích banh. Vì sao? Bởi vì cổ phiếu nhóm banh đang nằm ở trong một kênh tích lũy trình giảm, và khi mà một cái nhóm ngành nó giảm á, thì nó sẽ giảm khoảng tầm độ 2-3 tuần, thậm chí là 3 tuần đến 4 tuần. Như vậy thì trong cái thời gian mà cổ phiếu lình xình hoặc trình giảm như vậy thì chúng ta không nên gọi là quan tâm đến nó, bởi vì chúng ta quan tâm mà chúng ta lại mua mua bán bán thì như vậy là nó không hợp lý một tí nào. Nhưng đến thời điểm hiện tại, trong tuần vừa qua thì cũng đã có bắt đầu phân tích lại Vietcombank trong phiên ngày 16 tháng 3 thì cũng đã có những cái phân tích định hướng về mặt kỹ thuật là banh đang chạm những cái hỗ trợ rất là mạnh, và chúng ta quan sát là cơ sở quan trọng để nhóm này bật lên để kéo VN30 và đẩy thị trường chung lên. Thì như các anh chị đã biết là trong cái thời gian vừa qua, đúng không ạ? Và trong tuần vừa qua thì đúng hơn là thị trường của chúng ta đã bước qua một cái ngưỡng cửa rất là hẹp, rất là hẹp. Chỉ cần bung cái ngưỡng là VN30, chỉ cần thủng vùng 1.400 1.400 index chỉ cần thủng 1.440 thôi, và VN30 của chúng ta là 1.455 đến vùng 1.460 đó, và chỉ cần cái vùng đó bị mất đi thì thị trường của chúng ta nó sẽ đi về nơi xa lắm và không biết xa đến tận nào. Vậy thì cái vai trò của nhóm banh trong tuần vừa qua nó cũng đã có những cái hỗ trợ rất là tích cực cho thị trường, phải nói là như thế. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu banh màu đã lọc ra đây. Thì đầu tiên chúng ta nói đến Vietcombank. Vietcombank là một trong những cái trụ rất là quan trọng. Các anh chị có thể nhìn lại đây, đây là một nhịp mà Vietcombank đánh để nó lít dòng banh. Mặc dù thì Hùng ít khi khuyến nghị nhà đầu tư mua Vietcombank, nhưng nó cũng là một cái phần tất yếu của thị trường cũng như là nhóm banh. Và trong nhịp này thì cũng đang nhìn thấy rằng là vùng 81.5 đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi, và Vietcombank cũng đã có một cái điểm gọi là mô hình gì đấy các anh chị, là mô hình test nấm, và nó đã test lại cái nấm này ở đây tương đối là đẹp ở bên này, và tuần này nó test đi và nó bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt ở đây. Đó, vậy thì Vietcombank đánh đầu tiên, sau đó thì đến các cái banh tiếp theo. Đó. Target của nhịp này Vietcombank dự kiến hướng về vùng 87.5 đến vùng 88. Cổ phiếu BIDV thì BIDV cũng đã có phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 40 đến vùng 40.5. Và trong tuần thì BIDV cũng đã có một cái lực phục hồi rất là tốt, tức là nhóm banh đang có một cái sóng tăng ở thời điểm hiện tại. Chạm vùng kháng cự của nó ở đây, đó là vùng 44.5, vùng 45 thì BIDV sẽ có những điểm chỉnh cung kỹ thuật, và tuần tới dự kiến chỉnh quanh vùng 43 trước khi mà nó hình thành tiếp một cái nhịp lao tiếp theo, và trên quan điểm kỹ thuật trong nhịp này thì BIDV sẽ đánh lại vùng 48, dự kiến ở quanh vùng 48. Rồi, cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu công thương, hiện tại nó cũng đang nằm ở một cái chân sóng. Mọi người cứ bảo là tìm cái cổ phiếu nào mà nó chân sóng thần nó khó lắm các anh chị, biết thế nào là sóng thần thì chúng ta chỉ biết là tìm những cái hỗ trợ kỹ thuật thôi. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó, đây là những hỗ trợ kỹ thuật, và ở trong thời điểm hiện tại thì công thương cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật đầu tiên để có thể hình thành một cái sóng tăng mới ở đây. Thì thông thường sau một cái nhịp tích lũy thì cổ phiếu này sẽ có một cái vùng đánh, và dự kiến tuần tới thì công thương sẽ có những điểm tích lũy ở quanh vùng 32.5, 33 và dự kéo lên khoảng vùng 35. Ở lên vùng này thì chắc chắn là nó sẽ đạp một nhịp ở đây. Đó, còn đạp về đâu thì khi đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Đó, và sau đó thì nó mới kéo tiếp được cái nhịp thứ hai. Cổ phiếu Techcombank ở thời điểm hiện tại cũng gom được rồi. Nói chung ngắn ngắn thì từ vùng 48 49 50 lên vùng 54 chốt.
Bản thân ở trong các cái nhịp mà phân tích về Techcombank thì đây các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần từ từ ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021 thì cũng luôn có phân tích một cái vùng kháng cự của Techcombank ở quanh vùng 54 đến vùng 55. Đó, và chúng ta cứ lên đến cái vùng này chúng ta chốt là kiểu gì cũng ăn tiền. Rồi sau đó thì chúng ta có phân tích một cái vùng hỗ trợ của Tech ở đây, đó là vùng 48. Về vùng này mua kiểu gì cũng ăn tiền. Đó, tại sao vùng này chúng ta không mua anh chị? 48.5, 49, túc tắc gom cổ phiếu đi. Nhịp 1 thì dự đánh lên khoảng đây, kháng cự nó đây, vùng 51 đến vùng 51.5. Chốt bớt. Cổ phiếu tiếp theo đó là HD Bank. HD Bank bây giờ cũng đang nằm ở vùng hỗ trợ kỹ thuật đang là tương đối là ok rồi. Biên ở đây là biên 26.4 đến khoảng vùng 27 các anh chị nhá. Và nó sẽ có những cái nhịp long đầu tiên, nhịp long đầu tiên sẽ chạm vùng 28.5 này, khả năng sẽ đổ. Đó, và đổ lại thì chúng ta sẽ quan sát cái nhịp đổ này để chúng ta xem là nó đổ về đâu để chúng ta dò tìm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Nói chung là HD Bank bây giờ gom được rồi. Đó, chúng ta gom thôi. Quanh vùng 27 27.5 này, đó, chúng ta gom dần những cái vùng hỗ trợ này đi. STB đã có một lực phục hồi và hiện tại thì lực phục hồi này đã chạm về vùng kháng cự 33. Ở tuần tới thì nó sẽ dồn thêm lực để công vùng kháng cự 33 và ở biên khoảng 32.5 đến biên 33 sẽ là biên tích lũy của cổ phiếu STB trong tuần tới. Và dự kiến nhịp này thì STB sẽ kéo lên khoảng vùng 35. Ở Liên Việt Postbank, vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 21.7 đến khoảng vùng 22. Đây là nó đang có những phiên để nó lấp lại gap này, thì đấy cũng là những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể canh gom cổ phiếu. Cổ phiếu này nó có một cái đặc tính nó đánh khá là sốc, nó chỉ có khoảng tầm độ 4-5 cây thôi, thì như vậy là nó đủ cái target thiết kế. Vậy thì đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta thu gom đủ cổ phiếu và chúng ta chờ nó đánh một cây, hai cây, ba cây về đến vùng kháng cự. Ví dụ đầu tiên là ví dụ như đầu tiên nó sẽ đánh về đâu này này, đấy, về vùng 24 đây, đấy, về vùng 24, sau đó nó đạp một ngát, đó, rồi này, chúng ta lại tính tiếp. Tức là cổ phiếu Liên Việt Postbank thì các anh chị đừng có đua xanh thì kiểu gì là cũng dính chưởng thôi. Còn vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cứ như thế mà chúng ta tiến hành. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành cảng biển. Thì đối với GMD chúng ta vẫn nói rồi, kháng cự của nó đây là vùng 58 và sau khi đạt kháng cự này thì cổ phiếu sẽ chỉnh cung. Điểm chỉnh cung đầu tiên đó là vùng 53 và trong tuần vừa qua thì nó đã bị gãy vùng 53 và nó đi về cái vùng sâu hơn. Và vùng chỉnh cung kỹ thuật sâu hơn của nó ở đây đó là chính là vùng 47.5, 48.5 và biên ở đây là bao nhiêu ạ? 49.3 thì nó chạm 49.3 và nó hồi lên. Thì trên góc độ kỹ thuật tuần tới các tài khoản đang cầm chúng ta sẽ quan sát thêm vùng 53, 54, vùng này tích lũy ổn định thì xu hướng nó lại kéo lại về vùng 57 đến vùng 58 ở đây là vùng kháng cự, chú ý cái vùng này. Thấy vùng kháng cự thì biết sợ các anh chị. Cổ phiếu VNA nhìn về mặt ý đồ là vẫn đang khá là tích cực. Nó đạt được cái target thiết kế 41.5 rồi. Sau khi đạt được target này và trong tuần vừa qua thì nó vẫn đang đi ở trong một cái biên kháng cự hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Đó là gì ạ? 37.5 đến vùng 38.5. Tốt rồi. Dự kiến cái vùng này tích lũy ổn định và lực cầu tiếp tục đánh vượt thoát vùng 41.5 thì chúng ta sẽ đưa cái target tiếp theo của VNA lên vùng 47 đến vùng 48. VOS sau khi mà nó có những cái nhịp kéo tương đối là tốt đúng không? Và nó tiếp tục quay trở lại về vùng lấp gáp ở vùng hỗ trợ 20.7 đến vùng 21.2. Trong tuần thì đã có những cái cây nến doji, đây là những cây nến doji thì không biết là cái nến này có phải nến thật hay không hay là nến đểu. Tuy nhiên thì trên góc độ kỹ thuật mà các anh chị gom thì chúng ta cứ thể đặt có thể đặt ở quanh vùng 19.5. Biết đâu được trong phiên nó khớp lại ăn được giá thấp. Xu hướng thì có thể test lại vùng 19.5 rồi nó mới bắt đầu nó mới có thể kéo lại về vùng 21.5. Mục tiêu của VOS thì vẫn hướng về target ở vùng 24. Còn VSC này thì các anh chị nhìn như này đúng không ạ? Đua xanh ở đây là hỏng rồi đúng không? Đấy, đạt
Target 48 là vùng kháng cự, thì tại sao chúng ta phải mua kháng cự? Nó chỉnh cung, trong tuần vừa qua thì nó chỉnh tương đối là sâu, nó rũ hết cái cây nến tăng trước nó ở đây. Về lại biên hỗ trợ kỹ thuật 43.5 đến khoảng vùng 44, và kết tuần thì đang đóng được ở trên vùng 44.5. Tuần tới thì các tài khoản mà cầm thì có thể canh gom thêm quanh 44.5, mục tiêu lại quay lại về vùng 48. Đó, còn thủng có thủng được 48 hay không thì lúc đó đánh giá thêm, cứ bình tĩnh từ từ. Đối với nhóm than thì Hùng cũng đã có chia sẻ rồi, đó là bản tin tuần video số 206 thì đã chính thức là khuyến nghị là các tài khoản chúng ta cầm thì chúng ta chốt. Vì sao? Bởi vì nó kháng cự rồi. Sau đó đến bản tin video số 207 thì Hùng đã có tiếp tục view lại các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật cho các anh chị, và bản tin này là bản tin video số 208 thì chúng ta tiếp tục đánh giá các cái điểm hỗ trợ của nó xem như nào. Thì hiện tại là hợp đồng tương lai của giá than thì nó đang giảm, chính vậy nên là than nó cũng sẽ giảm. Khi nào mà đạt được cái hỗ trợ kỹ thuật ngon rồi là giá than nó lại túc tắc nó tăng thì đó là chúng ta lại gom. Thì đối với TVD như vậy là chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 17.4, vùng này chúng ta đánh giá thêm, có thể bắt đầu nhặt được ở vùng này. Nhưng trên cái góc độ kỹ thuật thì cái vùng ở dưới này, tức là khi nhặt là chúng ta phải hiểu được rằng là đây chúng ta đi dò đáy. Dò đáy thì như thế nào? Thì cổ phiếu có thể thủng đáy. Vậy thì thủng đáy thì nó sẽ đi về đâu? Ví dụ thủng cái vùng 47 thì nó sẽ phải đi về đâu đó khoảng vùng 15.5. Như vậy thì chúng ta gom 17 thì chúng ta phải dự phòng tiền cho vùng 15.5. Đó. Đi dò đáy mà. Đó, khả năng là Hùng theo phán đoán của Hùng thôi nhá. Đó, xong đó thì nó sẽ vòng vo ở đây này. Đó, rồi bắt đầu từ đây nó mới bắt đầu hình thành lại một cái sóng tăng ở bên này. Đó, cứ chờ như vậy nhé. Đó, thì chúng ta sẽ quan sát thêm, nhưng ở cái vùng này thì chúng ta có thể bắt một phần, ví dụ bắt 10%, về đây chúng ta bắt 10% và sau đó thì chúng ta chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn. Còn cái chiến thuật mua thì nó khó lắm. Đó, mỗi người có một cái phong cách khác nhau. Và nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm chinh chiến ở trên thị trường. CST cũng đạt target 23/23, nét căng luôn. Nói chung là than nhịp rồi đánh là chỉ có lãi tuyệt đối, phải khẳng định như vậy. Riêng nhóm than tuần vừa cái nhịp vừa rồi là chúng ta đánh lãi tuyệt đối. Bởi vì là gần như tất cả các cổ phiếu đều đạt được những cái target thiết kế rất là ok. Thì nó chỉnh cung đây các anh chị này. Vậy thì 17.5 đến vùng 18 chúng ta có thể bắt đầu dò mua lại. Rồi sau đó thêm ở dưới này nữa, 16 ví dụ như thế. Đây là những cái điểm mà chúng ta bắt đầu gom lại. Đó, gom từ từ. Vừa gom vừa thăm dò thêm xu hướng. Rồi, MTDN sau khi đạt được target cũng mắc luôn, 25/25 và tăng 78% kể từ cái thời điểm mà khuyến nghị ở đây. Thì nó bị đạp thôi. Đạp rồi thì đây 18, khả năng là tuần tới sẽ có những điểm chỉnh cung ở quanh vùng 18 đến 18.3. Nói chung là điểm này thì cũng chưa gom được. Gom đẹp thì sẽ ở khoảng quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.5. Khả năng là như vậy, nó sẽ đạp xuống đến vùng này thì cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó mới tối ưu hơn. MTHT cũng đạt max 20/20 và nó chỉnh cung. Đây đang có một nhịp hồi, những nhịp hồi này thì nó sẽ quay trở lại test lại điểm 16, thậm chí sâu hơn thì sẽ ở điểm 15 ở đây. Tức là nó cũng phải hình thành được cái mô hình sóng ABC ở đây. Đó, thậm chí là cổ phiếu THT có thể quay lại về nền, tức là vùng 13.5 đến vùng 14 ở đây. Đó, thì về đến đâu đó, về đến vùng này thì chúng ta lại canh, chúng ta góp nhập, chúng ta lại đánh một nhịp tiếp của than. Thì cái ưu điểm, cái ưu việt là gì? Khi các anh chị được tiếp cận những bản tin phân tích của tuần, hoặc là các anh chị được tiếp cận những cái phân tích khá là sớm của ông Lê ở trên nhóm không chat như này. Ở trên này chỉ có những cái phân tích của ông Lê thôi. Đó. Thì sao? Thì chúng ta sẽ có thêm được cái thông tin tham khảo, và ít nhất là chúng ta có thêm được cái định hướng để làm sao để về đến cái vùng 20 này đừng có mua nữa. Đó. Tại sao về đến cái vùng này vẫn cắm đầu cắm cổ để mua? Đó, và rất chia buồn đến những anh chị em mà không theo dõi được các cái bản tin tuần của Lê, ví dụ như vậy. Đó. Chúng ta hình dung được như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái thời điểm nào thì chúng ta nên mua, điểm nào chúng ta nên mua. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Rồi, nhóm ngành phân nạm thì như thế nào các anh chị nhỉ? Chúng ta sẽ điểm qua BFC.
Thì đối với BFC như vậy là nó cũng đã đạt được cái target 44 trên 44 đó, và bắt đầu nó trong phiên này thì nó gì các anh chị, nó không không thể đạt được cái lực cầu tốt nhất, và đây là dấu hiệu nguy hiểm bán đó, dấu hiệu nguy hiểm bán thôi, còn bán bao nhiêu thì tùy. Trong tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn, đây đang là những cái nhịp mà nó xả này, rồi nó kéo này, rồi khả năng nó lại xả cái kiểu đi như vậy đó. Thì ngắn hạn thì chúng ta sẽ dò tìm lại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của BFC ở quanh vùng 35, thậm chí sâu sâu hơn một tí đó, thì nó phải khoảng ở vùng 338 này, 338 đến khoảng vùng 34 đó. Đây anh chị, nó cần phải đạp về đây đó, rồi nó ổn định, nó tích lũy ổn định cung cầu đây thì có nên chăng, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tính toán một cái nhịp sóng hồi của BFC ở đây. Rồi cổ phiếu Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau thì cũng đã đạt được target mark 45 trên 45 và nó bắt đầu chỉnh cung. Thì những điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên sẽ đến là vùng 40. Nó chưa tăng ngay được đâu các anh chị, nó sẽ có khả năng nó sẽ cày ở quanh vùng 40 42 ở đây. Nhưng mà trên cái góc độ phán đoán, phán đoán về kinh nghiệm thi đấu á, về kinh nghiệm thi đấu thì khả năng là cái vùng đấy nó khả năng là vùng đấy nó không giữ được, mà nó sẽ chỉnh, tức là nó hồi ấy, xong nó chỉnh về đây này. Biên 36 đến khoảng biên 37 mới là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tốt của Đạm Cà Mau, và có mua hoặc là có chiến đấu thì quan điểm kỹ thuật lồng sẽ chờ đây, còn những cái điểm trên này là không có chơi nữa, bởi vì cái mức độ an toàn nó không còn nữa thì chúng ta hạn chế đó. Ở nhóm ngành hóa chất thì có phân tích hai mã cổ phiếu LAT đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Bản tin tuần thì cũng đã có phân tích cho anh chị rồi, khi mà cổ phiếu có những cái điểm thứ nhất là một là kháng cự này, 25.5 là kháng cự này, thứ hai nữa là khi gặp kháng cự mà nó không đi được, nó cứ đi này, dập dìu này, thứ ba là khi cổ phiếu bị phá vỡ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ phá vỡ vùng 23, đấy là tín hiệu kỹ thuật cần phải bán. Còn bán bao nhiêu đấy là tùy các anh chị, nhưng mà Hùng Lê thì thường thường là như thế này, nó chạy nhanh lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải thu hồi lãi, thu hồi vốn, đấy là cái nhiệm vụ đầu tiên. Ở trên thị trường chứng khoán chúng ta chỉ cần bảo toàn được vốn là chúng ta là người thành công rồi, chúng ta xếp vào những cái top người thành công rồi, chưa cần tính toán đến chuyện lãi đó. Chúng ta đánh chứng khoán mà chúng ta không lỗ là chúng ta thành công rồi, còn lãi thì là xuất sắc đấy, phải xếp là như vậy. Thì đối với LAT như thế này, tín hiệu kỹ thuật nó đang quanh vùng 20, nhưng khả năng vùng 20 này thì nghĩ là khả năng là khó giữ, và nó sẽ vòng lại vùng 17.8 đến vùng 18.3, chính là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật mùng có phân tích sóng 2. Đối với LAT là sóng 1 này, mùng phân tích lên vùng 20, xong đó chỉnh cung thì cũng đã có dò thêm vùng hỗ trợ 17.8, 18.3 để các tài khoản chém nhịp 2, và từ vùng này thì chúng ta nâng lên target vùng 24, 25, như vậy là quá là tuyệt vời rồi, đúng không anh chị? Gần như là target tuyệt đối rồi, mà khi được target tuyệt đối như vậy rồi thì chúng ta sẽ chốt thôi, không nên đuôi co cãi nhau với cổ phiếu, nó mệt lắm. Đối với em CSV cũng như vậy, CSV như vậy là rất là tuyệt vời, một cái target mà có thể nói là mỹ mãn, từ những cái thời điểm mà chúng ta phân tích ở đây, từ thời điểm 40 mà chúng ta đã nâng được target lên vùng 60, 20 trên 40 như vậy là cũng 50%, đó 50% rồi, và sau khi mà nó chạm được lên đến vùng 62.5 đấy các anh chị này, nó không đi được nữa, thì đây là những cái tín hiệu nguy hiểm. Mà những cái tín hiệu nguy hiểm thì chúng ta cần phải bán bớt đi, ví dụ chúng ta có thể bán đi 50% hoặc là chúng ta có thể bán đi 30 hoặc 70% là tùy. Thì trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn, đây nó đang có một cái nhịp hồi này, nên nhịp hồi này thì khả năng nó cũng sẽ sớm kết thúc thôi, sẽ sớm kết thúc và nó sẽ quay lại cái xu hướng chỉnh giảm ở đây. Nhịp này thì nó phải chỉnh về khoảng quanh vùng 50, tích lũy ổn định ở quanh vùng 50 thì sẽ xuất hiện một cái sóng ở bên này, thì khi đó chúng ta sẽ tính một cái sóng, có thể là nó sẽ kéo lại vùng 60-65, nhưng ít nhất là nó phải đạp về đến, khả năng là nó sẽ đạp đến vùng này, đấy là cái dự báo của Hùng thôi anh chị. Ở nhóm ngành dệt may chúng ta có mã cổ phiếu VGT. Thì VGT ở đây vẫn là có vùng kháng cự 27 tương đối mạnh đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật 23.5 đến khoảng vùng 24.
Trong tuần thì VGT có hồi, tuy nhiên lực hồi này thì không thực sự thuyết phục. Các anh chị nhìn thấy này, cầu được 1 triệu 6 thì đánh cái gì? Đó. Này là đánh cho vui. Không ăn tiền được. Không ăn tiền được. Này không ăn tiền được. Ăn tiền nó phải phải tầm 7 8 triệu phiên. Đó. Thì tuần tới khả năng nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại quanh vùng 24.5. 24.5 khả năng là như vậy. Ở vùng này thì sẽ quan sát đánh giá thêm. MTNG chỉnh cung trong tuần thì đã chỉnh lại vùng 32-32.5 ở đây và có một cái lực phục hồi. Tuy nhiên lực phục hồi này thì cũng chưa thực sự là tích cực đâu này. Như thế này thì nó vẫn còn có thêm những cái phiên giao dịch mà nó sẽ lừng khừng ở quanh vùng 33. Đó. Rồi có một cái lực cầu đánh mạnh mẽ hơn một tí, một chút xíu thì nó sẽ hướng lại vùng 36. Đến khoảng vùng 37 của nhịp này. Lên đến vùng này thì chúng ta canh chốt bớt các anh chị, canh chốt bớt. Rồi, nhóm ngành Viettel thì các anh chị lưu ý này, trong giai đoạn hiện tại thì cũng đã có những cái phân tích khá là kỹ. Ví dụ vì sao mình lại chọn mã cổ phiếu ITD, nó có lý do. Ví dụ như vậy. Từ ngày 21 nhạt hết phiên này. Đó, ngày 16 tháng 2. Tức là từ tháng 2 rồi, từ tháng 2 thì cũng đã bắt đầu có những tiếp cận về cổ phiếu ITD và sau đó thì cổ phiếu VTP, cổ phiếu VGI. Trong cái giai đoạn hiện tại, dòng tiền có thể là dòng tiền đang hướng đến nhóm ngành cổ phiếu ngành công nghệ, điện tử viễn thông. Chính vậy nên là cũng đã có những cái định hướng tương đối là sớm. Trước khi mà những cái nhóm này nó chạy, đó thì chúng ta sẽ đi tắt đón đầu trước như vậy và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu FPT hôm nay cũng đã bắt đầu có những điểm đánh tương đối là đẹp rồi. Khả năng nhịp này sẽ quay về vùng 100 hay là mã các anh chị có thể mã cổ phiếu CMG. Đó, CMG cũng đã có những cái nhịp đánh tương đối là mạnh rồi thì đấy là những cái kỳ vọng về mặt tương lai. Đó thì trong mã cổ phiếu của nhóm ngành Viettel thì chúng ta có phân tích mã cổ phiếu VGI. Ở VGI thì chúng ta có phân tích bắt đầu từ chính xác là bắt đầu từ vùng 29-29.5 và theo lần lượt thì chúng ta lần lượt đi xây các cái target, ví dụ như là chúng ta xây target 33.5. Sau đó thì chúng ta có phân tích hỗ trợ 31 và biên 31.5 đến biên 32. Đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để giúp chúng ta có thêm những cái định lượng. Thì trong tuần này thì VGI cũng đã có một cái lực phục hồi và nó đã chính thức chạm lại vùng target 33.5. Kỳ vọng thì nhịp này sẽ kéo lên khoảng vùng 34-35 ở đây. Sang tuần tới khả năng sẽ kéo lên ở vùng này rồi nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật. Chỉnh cung kỹ thuật mà ổn định mà đẹp. Đó, chúng ta sẽ có thể nâng target của nhịp này lên vùng 37-38. Đấy là chúng ta chờ thêm cái điểm kéo vượt thoát lại vùng 35 và sau đó nó có những cái điểm test lại vùng 33.5 để chúng ta có thêm cái sự phân tích. Mã cổ phiếu VTP. Đó, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Mã này thì cũng đã theo tương đối dài đúng không các anh chị? Và khi mà nó gặp cái vùng 64 đến vùng 65 ở đây thì cũng đã bắt đầu tiếp cận đến cổ phiếu này và có nhắc các anh chị đấy là một cái mô hình nấm. Đó, thì chúng ta đừng có vội vàng gì cả, rồi nó sẽ test lại ít nhất là 1/2 của bên này, tức là ít nhất nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 67. Đó, khoảng quanh vùng 67. Đây là những cái vùng mà bắt đầu chúng ta gom dần được, 67 này, 66 này, 65 này. Đó, và trong cái tuần bản tin video số 207 thì cũng đã có bắt đầu có những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật ở vùng 64 đến vùng 65. Và tuần này thì cổ phiếu đã đạt được một cái yếu tố kỹ thuật, đó là công lại vùng 73.5 đến vùng 74. Tất nhiên là đóng nến phiên thì nó không giữ được cái lực cầu cao nhất ở đây. Đương nhiên rồi, đây là vùng kháng cự mà. Nên là sang tuần tới thì VTP sẽ chỉnh cung, chắc chắn nó sẽ chỉnh cung. Và sẽ tập trung để phân tích các cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 71.5. Bây giờ nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ, một cái vùng đệm kỹ thuật ở đây. Nó tích lũy ổn định rồi và sau đó nó đánh vượt thoát cái vùng 74 ở đây. Cái đó thì cũng sẽ nâng target của em này lên vùng 80. Và đối với VTP khi nó kéo một cái nhịp kéo thì cũng tương đối là thoát đó các anh chị. Và chúng ta cũng sẽ ăn được một cái target tương đối. Giả sử như đây. Đó, thì cũng sẽ nâng sang đây xem nào để chúng ta thử đo thử xem nào. Đó, thì target 80 thì là ok rồi. Đó, thậm chí là có thể hướng đến vùng 90.
Nhưng mà 90 thì không 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 kỳ vọng lắm đâu, nói chung là khoảng vùng 80 chốt một phần và vùng 85 thì ao tiếp một phần nữa, loanh quanh còn lại thì cầm lên vùng 90 đó, may mắn thì lên được vùng 90 ví dụ đấy đó, hoàn toàn có thể các anh chị khi cổ phiếu đánh thì không không biết được như nào đâu đó. Và mã cổ phiếu CTR chúng ta tiếp cận hơi muộn một tí, hơi muộn một tí nhưng chúng ta vẫn còn có những cái cơ hội. Rồi những cái cơ hội đó thì chúng ta có thể tính toán ở quanh vùng 96.5, đó là cái vùng biên mà em này em mới test đây này, trong phiên ngày hôm nay thì đã có những cái điểm quanh 96.5 đấy, chúng ta có thể gom. Cái điểm gom thứ hai có thể sẽ tính toán được đó là vùng 93.5 đến khoảng vùng 95, vì là điểm mua break và điểm mua cao nên là đừng có vội vội lan trái đắng ngay lập tức đó, thậm chí cổ phiếu này có thể test lại vùng 91.5 đấy, chứ không phải là cứ thế này lên là nó lên đâu đó, ví dụ thế. Vậy thì khi mà chúng ta đặt ra cho mình một cái lộ trình rồi thì chúng ta cứ ung dung tự tải đúng không ạ, ví dụ về 96.5 này chúng ta mua một ít, về 96 chúng ta mua một ít, rồi đây ví dụ về đến 95 chúng ta mua một ít đó, để chúng ta vừa mua vừa gom, để chúng ta xem làm thử rằng là sau những cái điểm gom này thì nó có thủng không, hoặc là sau những cái điểm gom này mà nó vẫn cứ lừng khừng ở trên này đó, nó vẫn cứ neo được đó, nó vẫn cứ neo, tức là nó vẫn neo ở vùng này, thì như vậy là cái xác suất để mà em này đi rất là cao và nó chỉ test khoảng tầm 3 cây nến thôi, đây 2 cây rồi, cùng lắm nó thêm khoảng tầm 2 cây nữa thôi, tức là tọa độ để mà xác nhận cái điểm chạy kỹ thuật của nó sẽ rơi vào phiên ngày thứ ba, kết thúc phiên ngày thứ ba hoặc là sang đầu phiên thứ tư tuần tới thì nó sẽ phát đi tín hiệu tiếp theo của mã cổ phiếu CTR. Rồi, ông sẽ phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu khác mà hiện tại ông cũng đang quan tâm, LTP. Thì mẫu hình LTP này rất là ok, nó đi thế này là cực thích luôn. Đấy, cứ bình tĩnh, ung dung, túc tác gom. Thì trong tuần nó có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 14.5 này. Đấy, chúng ta gom. Em này nó phải vượt thoát được cái kháng cự này. Kháng cự đây là vùng 17. Nó đang bị vướng vùng 17 này, chưa break được. Nên là nó quay lại chỉnh cung. Thì những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đó là quanh vùng 10 14.5 gom thêm, và thậm chí là nó có thể quay lại biên 13 13 mấy đây ta, 13.2 13.2 đến khoảng vùng 13.6 đó. Như vậy thì sau một cái target 1 dự kiến là kéo lên vùng 17 đó, ví dụ cái này thì nó sẽ có hai điểm chỉnh cung nó, một điểm này chúng ta có thể gom thêm, điểm 2 chúng ta lại gom thêm đó. Như vậy khi chúng ta xác định được hai cái điểm này rồi thì cứ thế bình tĩnh để chúng ta đánh thôi, chúng ta không phải vội vàng. Ở cổ phiếu TCO cũng hoàn toàn tương tự như vậy, trong tuần cũ thì nó đã break vùng 23, tuy nhiên là nó chỉnh cung. Thì điểm chỉnh cung đầu tiên đó là biên 21.5 bị thủng. Vùng 20.6 đây là vùng mà sẽ canh gom thêm. Rồi trong tuần sẽ có thêm vùng 19.6, thậm chí là biên 19, 19.3. Tức là gì? Khi cổ phiếu chỉnh cung thì chúng ta sẽ bắt đầu đi dò đáy, và khi cổ phiếu chạm về những cái vùng hỗ trợ mạnh thì chúng ta có thể bắt. Và đây đang là những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của cổ phiếu TCO. NAD thì vẫn đang trong một cái quá trình tích lũy thôi. Biên hỗ trợ kỹ thuật 20.5 đến khoảng biên 21 thì tiếp tục tích lũy đi thêm. Khi tiếp cận đến NF thì cũng đã có nó rồi, đấy là sau một cái giai đoạn mà nó chỉnh như này thì nó sẽ bắt đầu có những cái điểm gọi là gì ạ, hình sin vòng lên vòng xuống, vòng lên vòng xuống như vậy, và sau một cái giai đoạn nó vòng lên vòng xuống như vậy rồi thì đến một cái thời điểm nào đó cuối cái con đường này thì nó mới có những cái tín hiệu kỹ thuật, thì đó chúng ta sẽ đánh mạnh. Còn trong những cái điểm mà cổ phiếu đi sideways như này, đấy là những cái điểm mà chúng ta thu gom những cái vị thế đầu tiên để chúng ta đánh. Phiếu pan pan đánh hơi phập phù, lên được 33.5 thì đạp hơi sâu, tuy nhiên không sao cả đấy, về đến vùng này lại gom 30 30.5, lại gom về đến vùng 33 bán bớt tạm thời. Nếu như giả sử chúng ta đánh như vậy, 33.5 30.5 là 3.000, thế tính xem nào, 3 chia cho 30.5 như vậy là 9% được,
cứ 5% là táng ngon lành rồi các anh chị. Một nhịp 5% táng ngon lành, cứ làm mấy khoảng tầm 10 nhịp 50%. Ở kể cả ông Pan cứ trong năm này ông không cần đánh nhiều ông được, ông cứ đánh như này thôi. Lên đến đây ông phải đạp đi, về đến đây lại mua. Đó, xong lên đến đây ông phải đạp đó, ông cứ đánh thế này cũng được. Được. Tức là nhạc nào mình cũng chiều được nó. Đó, khi mình có vị thế rồi, bởi vì bản thân là Pan ở trong cái nhịp bên này này thì cũng đã có những cái phân tích kỹ thuật của nó quanh vùng 30.5-30, đó là những cái vùng gom. Đấy, lên đến vùng này mà không vượt thoát được thì có thể bán bớt đi, về này ta lại gom, lên này ta lại bán. Chúng ta không tạo lập được cổ phiếu, chính vì vậy nên là chúng ta chỉ nương theo những cái xu hướng thôi. TPB mua được rồi các anh chị, chính thức là phát lệnh mua lại rồi. Vùng 21.5 đến vùng 21.7 chúng ta canh gom thêm. Trong nhịp cũ thì chúng ta gom ở bên này và chúng ta cũng đã có một cái mức lãi tương đối là tốt, khoảng tầm 15%. Sau đó cổ phiếu chỉnh về hỗ trợ thì chúng ta lại gom và kỳ vọng thôi, nhịp này lại công lại đây. Công lại 24. Đấy, loanh quanh công lại 24 lại làm 90% đây. Không công được thì bán. MTVC, TVC ở đây nào xem nào. TVC thì cũng đã có một cái lực đánh tương đối là tốt. Lực đánh tương đối là tốt ở đây. Và đang lỗi hẹn target vùng 24.5. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật nó có vùng 21.5, vùng 22 đây. Hỗ trợ khá là ổn thì chúng ta có thể bắt gom thêm. Nhìn về sóng á thì TVC hoàn toàn có thể cán lại vùng 24.5, thậm chí là target của nhịp này có thể đưa lên vùng 27. Nếu như cái vùng 21.5, vùng 22 này vẫn được tiếp tục giữ vững. Cổ phiếu DQC khá là dài rồi. Đó, và hiện tại thì DQC cũng đang có những cái dấu hiệu như thế này. Đây chính là những cái dấu hiệu mà cũng cần phải lưu tâm. Và chúng ta đã đạt được target tuyệt đối 65/65. Các tài khoản các anh chị đang cầm chúng ta cũng có thể chốt bớt. MCVN. CVN cũng là một mẫu hình tương đối là hay. Bắt đầu quan sát cổ phiếu CVN từ vùng 10 đến vùng 10.3. Hiện tại thì có thêm những cái điểm mua ở quanh vùng 11.3. Với kỳ vọng nhịp này có thể đánh đầu tiên là về kháng cự 13, sau đó thì tính toán thêm ở kháng cự 14 đến khoảng 15. Ở VHE, cái đặc tính tạo lập của VHE cũng khá là ok và bắt đầu phân tích VHE từ vùng 8.4 đến vùng 8.7. Tiếp theo nó vượt thoát vùng 9.4 và chúng ta có thêm những cái điểm gom ở quanh vùng 9.4, 9.5, 9.7 đây. Sau những cái điểm gom thêm đó thì kỳ vọng tiếp theo đó là nó sẽ hướng lại target 11.5 đến vùng 12. Đấy là cổ phiếu VHE, khá là ok. ICT ICT thì đây biên 19.7 này, sau đó biên bao nhiêu 20.3 thì cái chủ động chúng ta gom. Nói chung là em này thì cứ gom hỗ trợ thôi. Và cổ phiếu này thì nó cái đặc tính tạo lập của nó đánh cũng khá là hay, đó là nó đánh khoảng tầm 4 đến 5 cây là nó đủ target, chính vậy nên là chúng ta cứ gom đủ hàng và chúng ta chờ một cái ngày nào đó mà lực đánh nó mạnh mẽ hơn. Cổ phiếu ITD cũng là một mẫu hình kỹ thuật mà Hùng Lê khá là yêu thích. Đến thời điểm hiện tại thì gần như em này cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật tương đối thành công và tuần tới thì kỳ vọng là thị trường chung ổn định thì nó sẽ công kháng cự 18. Xa xa hơn thì nó sẽ công lên vùng 20 và xa xa hơn nữa thì nó sẽ công lên vùng 22. Đấy là những cái target mà đang hướng đến của mã cổ phiếu ITD. Nhóm ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thì cũng đang khá là ok, đang hút những cái dòng tiền khá là tốt. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi phân tích một cái mã cổ phiếu, một cái họ cổ phiếu thì nói đúng hơn. Cái họ cổ phiếu này thì bị thị trường hắt hủi khá là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Lý do đó là do anh Quyết, anh ấy có những cái thương vụ, nói chung cũng chỉ có anh Quyết mới làm được thôi. Và anh ấy thường hay làm như vậy. Họ cổ phiếu FLC. Và FLC rơi tõ một phát từ vùng 22, rơi xuống vùng 11, như vậy là mất 50% thị giá. Đáng đấy, nhưng mà cái cây này vẫn có nhiều anh chị bắt này. Tức là cái gan rất là lớn, công nhận. Vùng đỉnh xong đó nó đạp như thế này rồi mà đến phía này vẫn nhào vào vô.
Sau đó thì nó rơi sàn liên tục và bị thị trường ruồng rẩy, rồi bị chửi trên tất cả các diễn đàn. Thì ông có đã có chia sẻ với các anh chị rồi, đó là gì ạ? Cái thất bại của người này thì sẽ là thành công của mình, thất bại của thằng hàng xóm thì sẽ là thành công của mình, nhưng thành công của thằng hàng xóm thì chưa chắc đã phải là thành công của mình. Tại vì sao? Khi mà cổ phiếu được tung hô, được hô hào, ai cũng biết, hàng xóm biết, thằng bên cạnh biết, bảo mua đi mua đi, thì lúc đó đâu còn phần của mình nữa anh chị. Mình phải có những cái phân tích lập luận như vậy. Thế thì ngay từ khi mà cái cổ phiếu họ FLC bị ruồng rẫy thì Hùng Lê lại bắt đầu tiếp cận lại. Đó, và đối với FLC tiếp cận lại ở quanh vùng 11.5. Đó, sau đó thì một cái biên khá là dài để thu gom, đó là vùng 12 đến vùng 12.5. Và đến thời điểm hiện tại bắt đầu có những tín hiệu kỹ thuật ấm rồi. Hai phiên kết tuần đang giao dịch được khoảng tầm 40 triệu cổ phiếu trên một phiên, rất ok. Và thêm một cái tín hiệu thứ hai nữa, đó là FLC đã bắt đầu thỏa mãn điều kiện break vùng 14 cộng. Tất nhiên phiên ngày hôm nay thì hơi đuối một tí, hơi đuối một tí. Tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật, và bây giờ vùng 13.5 sẽ trở thành vùng đệm kỹ thuật để giúp cho FLC và chúng ta phán đoán những cái ý đồ tiếp theo. Và nhiệm vụ đầu tiên thì ông phải công lại được vùng 16. Khi mà đánh vừa thoát lên được vùng 16 rồi á, thì khi đó nó có nhiều câu chuyện hơn để kể về FLC đó, và nó sẽ bắt đầu có những cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật ở đây, thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp đó ra gom thêm. Mã cổ phiếu thứ hai trong họ FLC được cùng phân tích và khuyến nghị, mã cổ phiếu ROT. Thì khi mọi người ruồng rẫy ở đây đúng không ạ, thì ngay lập tức là Hùng Lê đã có những phân tích ở vùng 6 đến 6.6 đến vùng 7. Các anh chị cứ xem lại những cái bản tin tuần ở khoảng vùng ngày 28 tháng 1, cuối tháng 1, tức là trước Tết, hình như trước Tết nhỉ, hình như vậy. Thì sau đó nó vòng lên thì ngay lập tức là có phân tích một cái điểm ở đây gọi là điểm mô hình test nấm lại ở quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đâu đó khoảng mấy đây ta này, chỗ này khoảng mấy đây nhá, quanh vùng 7.35 nó. Và nhiệm vụ đầu tiên mà ông có đặt ra yêu cầu đó là phải break vùng 9.2. Sau một cái quá trình mà rốt đi ngang ở quanh vùng 8 thì phiên kết tuần chưa đẹp lắm, nhưng nó cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta có thể định lượng thêm, và tuần tới nhiệm vụ của nó sẽ break vùng 8.8 đến khoảng vùng 9.2. Và sau khi vừa thoát đến vùng này thì cái đó chúng ta sẽ tính toán các cái xu hướng tiếp theo. Cổ phiếu AMD cũng là một mã cổ phiếu rất là hay mà Hùng Lê thường xuyên đánh. Thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, khi cả làng ruồng rẫy bỏ nó thì ông bắt đầu phân tích lại vùng 5.6 đến vùng 6. Đấy là những cái vùng mà ông đã bắt đầu chủ động để tính toán những cái vùng thu gom kỹ thuật, và các anh chị có thể nhìn thấy đây, nó bắt đầu túc tắc túc tắc túc tắc, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt tốt lên, ấm lên. Đó là gì? Đó là nó đã bắt đầu break vùng 7 đó, và tuần tới thì sẽ có những cái kỳ vọng kỹ thuật, đó là nó sẽ đóng lại được ở trên vùng 7 cộng và hướng đến vùng kỹ thuật 8 ở đây. Như vậy thì cũng rất là ok rồi. Đó, từ vùng 6 mà lên đến vùng 8 là 2.000, 2 trên 6, 2 trên 6, 33% các anh chị, bằng target 4 năm rồi. Nếu như nó lên được 8 là thôi, hoàn thành năm nay hoàn thành rồi, đúng không? Hoàn thành rồi, 1 năm 33%. Đấy, cổ phiếu của anh Quyết nó hay như vậy, nó có những cái điểm rất là hay, nhưng hay hay không nó phụ thuộc vào cái kỹ năng săn mồi. Thì đối với hai cũng như vậy, ruồng rẫy đúng không ạ, và bắt đầu dò lại cái vùng 5, và tiếp theo đó thì chúng ta đi phân tích cái vùng 5.7 đến 6 khá là dài. Trên góc độ kỹ thuật thì vùng 6.3 nó đã thoát được rồi, và tiếp theo nhiệm vụ tiếp theo là nó phải thoát được vùng 7, và khi thoát được vùng 7 rồi thì ngon rồi, nói chung là thoát được vùng 7 là ổn định rồi, và nó đi lại về vùng 8. Ví dụ thế, đạt được target 8, mua từ 5 mà lên 8, 3 trên 5, hơn 50% các anh chị, hơn 50% rồi. Thế là một năm là đạt rồi. Một mã cổ phiếu nữa là KLF. KLF cũng đi khá là hay. Đó, vậy thì KLF cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi mọi người ruồng rẫy thì mình lại nhảy nhào vô thôi. Vùng 5.7 đến vùng 6 nhào vô, và nó đã đi rất là dài trong những cái nhịp tích lũy, và nhiệm vụ đầu tiên đó là nó phải đánh gì các anh chị, nó phải đánh về vùng 7, và kết tuần thì
đóng đúng 7 luôn. Đó. Sau hai cây tăng tương đối tích cực đóng vùng 7 và vùng này thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái phân tích kỹ thuật, có thể là sang tuần tới nó sẽ lừng khừng một tí. Quanh vùng 6.85 có thể nó sẽ quay lại test cung ở quanh vùng 6.85 trước khi nó hình thành một cái điểm đánh tiếp theo lên vùng 8. Lên vùng 9 mà nhịp này mà trong năm này mà KLF đánh lên được vùng 10 thì đẹp quá. Thế là xong rồi. 6 lên 10, 4 trên 6. 4.000 lãi 4.000 trên 6 là giá vốn 66%. Đó, vậy thì cái câu chuyện nó lại rất buồn cười, lên đến vùng 10 này này là rất nhiều anh chị em nhà đầu tư lại ham hố này, lại xúc này. Đây này. Đó. Xúc xong thì vô hình dung nó lại quang tèo bên này, là lúc đấy lại chửi này. Thì đấy là do mình thôi, đúng không ạ? Do mình không nắm được cái quy luật vận hành của cổ phiếu và chúng ta mua phải những cái vùng đỉnh cao trên đó thì chúng ta bị thất bại thôi. Rồi, đến cổ phiếu HQC vẫn đang ho các anh chị, hơi mềm một tí. Thì HQC là một cái mã cổ phiếu PEN cũng được phân tích tương đối dài. Và sau một cái nhịp chỉnh cung ở đây thì bắt đầu tính toán lại vùng 6.7, sau đó biên 7 và tiếp theo nữa là 7.7 là cái vùng gọi là vùng kháng cự cuối cùng để giúp cho chúng ta định lượng và phân tích cái xu hướng tiếp theo của HQC. Hơi tiếc là hôm nay HQC không đóng được kịch kim. Nhưng dù sao nó đóng được trên vùng 8.5 cộng. Như vậy nó cũng là khá là tích cực rồi. Có thể tuần tới thì em này sẽ có những cái điểm lấp gáp lại quanh vùng 8.5 trước khi kéo đi. Cổ phiếu VHG cũng tốn khá nhiều bút mực giấy trong cái thời gian vừa qua. Từ vùng 7.7 đến vùng 8 thì cũng đã bắt đầu phân tích một nhịp sóng hồi lên vùng 10, chỉnh cung, sau đó kéo lên vùng 10, sau đó chỉnh cung. Thì cái điểm chỉnh cung này quanh vùng 9.5 đến vùng 10 trong cái giai đoạn vừa qua là chúng ta trong 2 tuần vừa qua là VHG đã đi tương đối là tốt, và nhiệm vụ công 10.5 vẫn chưa thành. Em phải công được 10.5 đi em. Đó. Đó, anh em tuần tới hồ hởi phấn khởi cố gắng kéo giúp em Hùng Lê VHG break vùng 10.5 cái để nó đi lên vùng 12, sau đó nó đi lên vùng 14. Xa hơn thì vùng 16, 17, 18 thì ở trên này. Đó. Cố lên tí các anh chị. Cố lên tí. OGC thì ôi giời siêu quá. Đấy. VHG mà đánh được những OGC thế này mới là sướng. Tức là OGC trong tuần vừa qua chúng ta có một cái hỗ trợ kỹ thuật đây 12, nó không phá vỡ này, sau đó rút chân lên. Tuần này thì chính thức là đánh break vùng 14.5 và đánh một chạm. Đánh một chạm như này thì cũng là kinh khủng. Với cái cách đánh một chạm như này thì tuần tới nó sẽ hướng về target vùng 17. OGC đang tương đối là mạnh. JVC phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí, đầu phiên thì trần trục trục mà cuối phiên thì lại về tham chiếu. Đấy. Quánh thế chứ lại 15 triệu, đánh 15 triệu mà vẫn hỏng nhỉ. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là đây, mọi người rất là ngán ở vùng 12.5 đến vùng 13. Rất ngán cái kháng cự này nên là về đến 12.5 là các bác chốt. Đây này. Như vậy thì tuần tới cũng phải cần quan tâm thêm đối với VDC. Nó lấp gáp, khả năng là sẽ lấp gáp. Khó phán đoán đấy, VDC đánh quả này là hơi khó phán đoán đấy. 11.6 thôi đành phải quan sát thêm vùng 11.6 trong vùng trong phiên tuần tới, mà 11.6 mà không thủng thì là ok. Nó thủng 11.6 thì khả năng lại quay về nền. Tích lũy lại chờ nhịp đánh tiếp theo. DLG cũng là một mã cổ phiếu được phân tích và nó cũng đã đi tương đối là dài trong thời gian vừa qua. Từ khi mà cổ phiếu này có nhịp chỉnh cung và đã có bắt đầu phân tích một cái mô hình test nấm ở đây, và đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta có thể thu gom. Tiếp theo chúng ta thu gom ở quanh vùng 6.7 và biên 7 đến biên 7.3, break vùng 7.3, như vậy là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là đẹp. Tuần này thì nó chính thức thoát vùng 7.6, hơi tiếc một tí là hôm nay không đóng được trên vùng 8 cộng, nhưng đây cũng đang là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta dự phóng một cái kịch bản tốt hơn của DLG trong nhịp này sẽ đánh chạm về vùng 9
và xa xăm hơn thì ở đâu đó ở khoảng vùng 10. MTTF và DLG thì thường xuyên được phân tích cùng với nhau. Trong giai đoạn vừa qua thì cũng ít view TTF, nhưng thời điểm này thì chúng ta cũng bắt đầu phân tích lại, bởi vì TTF khả năng nó cũng đang có những cái điểm mở sóng kỹ thuật tương đối đẹp, và điểm mở sóng này sẽ bắt nguồn từ vùng 14.7 đến vùng 15 không thủng đó, và nó sẽ đánh nhìn thế này là trong tuần vừa qua TTF đi khá là đẹp, dự kiến sẽ đánh đến vùng 18 hoặc là xa hơn sẽ là vùng 20. Hiện tại thì hợp đồng gỗ tương lai đang tăng điểm khá là tích cực, chính vậy nên là các cái cổ phiếu của ngành gỗ dự báo nó cũng sẽ có những cái điểm đánh rất là tích cực trong những cái tuần giao dịch tiếp theo. Rồi ok, như vậy là còn một số các bản tin khác, một số các mã cổ phiếu khác, nhưng mà tạm thời cũng sẽ dừng lại ở đây, sẽ không phân tích tiếp bởi vì cái giọng nó cũng đang hơi mệt rồi. Và chúng ta sẽ dành những cái phút còn lại của thời lượng của bản tin để chúng ta nói về thị trường, dự báo những cái xu hướng thị trường trong tuần mới. Thì như các anh chị em của chúng ta cũng đã biết rồi, trong cái thời gian vừa qua thì chứng khoán thế giới, chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số chứng khoán Dow Jones cũng đã bị rơi tương đối là mạnh ở đây. Chỉ số Hang Seng cũng đã rơi rất là mạnh, Shanghai cũng đã rơi rất là mạnh, thủng đáy luôn. Và chỉ số Nikkei cũng hoàn toàn tương tự như vậy trong cái tuần giao dịch cũ. Và trong cái tuần giao dịch này thì đồng loạt là chỉ số chứng khoán châu Á cũng như chỉ số Dow Jones đã có một cái sự phục hồi rất là mạnh mẽ. Và nếu chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật, thì chỉ số Dow Jones nó cũng đang khá là tương đồng với chỉ số VN30 của Việt Nam. Thì nó tương đồng ở trên góc độ như thế nào? Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là từ tháng 4 đến nay, đúng không? Thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30 của chỉ số Dow Jones nó nằm ở khoảng vùng 32.000 đến khoảng vùng 32.150 điểm ở đây, là nó không bị phá vỡ. Đó, nó không bị phá vỡ ở cái vùng này, và đấy chính là cái vùng đệm rất là quan trọng. Đó, chỉ số Dow Jones Future cũng như vậy. Để làm gì? Để nó khớp nối với chỉ số VN30. Đó, đây, ra xem VN30 của Việt Nam. Đó, để nó khớp nối với chỉ số VN30 của Việt Nam ở trong cái thời điểm hiện tại, nó rất là nhạy cảm các anh chị. Ví dụ như Dow Jones mà nó bị thủng vùng 32.000 thì thôi xong, khả năng VN30 chỗ này cũng đứt điện luôn. Và khi cái câu chuyện mà mình có phân tích cho các anh chị trong các bản tin tuần gần đây, khi mà VN30 bị phá vỡ mạnh ở quanh vùng 1.465 điểm này thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ rất là xấu. Chắc chắn là nó sẽ hướng về vùng 1.430, sau đó thì nó sẽ hướng về vùng 1.400 điểm. Và khi mà cái câu chuyện là VN30 mất 65 điểm, trong một cái trường hợp mất 65 điểm như vậy thì tài khoản của chúng ta sẽ, tài sản dòng của chúng ta nó sẽ đi rất là nhiều. Đó, và thậm chí là về vùng 1.400 điểm chưa chắc đã giữ được đâu. Đó, có thể là vùng 1.300 đây này. Các anh chị nhìn thấy nhịp đạp này, nó đạp tương đối là kinh khủng luôn, nó đạp về đến tận vùng 1.360, nếu không nhầm là 1.365 điểm. 1.360. 1.365 đúng rồi đấy. Nói chung rút chân từ khoảng vùng 1.365 điểm. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Đó, và một cái câu chuyện rất là may mắn đó là chỉ số Dow Jones trong tuần vừa qua nó đã có những cái sự phục hồi rất là mạnh mẽ. Đó, và nó không bị đánh thủng vùng 32.000 điểm ở đây. Đấy là một cái mấu chốt cực kỳ quan trọng để giúp cho chỉ số VN30 của chúng ta có thể gọi là vượt qua một cái ngưỡng cửa rất là hẹp nhất đó. Vậy thì sang tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở gì? Nếu như chúng ta nhìn ở trên trend kỹ thuật ngày đây, thì với cái tín hiệu kỹ thuật như này thì chúng sẽ kỳ vọng là VN30 sẽ vượt thoát vùng 1.485 điểm, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba, ngày thứ hai là quan sát và đến chiều ngày thứ ba thì chúng đã bắt đầu đến phiên chiều phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chúng đã bắt đầu ngày 15 tháng 3, chính là phiên giao dịch của ngày thứ ba. Đây, và trong buổi chiều của phiên giao dịch ngày 15 tháng 3 thì ông Lê đã bắt đầu quan sát các cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường chung bắt đầu tốt lên. Chính vì vậy nên là bắt đầu chuyển dịch từ cái trạng thái quan sát, bắt đầu thu gom cổ phiếu lại các cái vùng hỗ trợ. Và nhiệm vụ của chúng ta lúc này là thứ nhất là phân tích đúng đủ cái xu hướng ở thị trường chung. Thứ hai là phân tích được cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu
các cái mã cổ phiếu quen thuộc để chúng ta bắt đầu góp nhặt. Và hiện tại thì nhận diện thấy là VN30 và Phái Trinh đang test khá là tốt ở vùng 1.455 điểm, index thì đang test ở vùng 1.440 đến 1.445, và kỳ vọng là sau 14 giờ tức là phiên giao dịch của ngày thứ ba thì thị trường sẽ bắt đầu quay trở lại, lực long quay trở lại đó. Vậy thì trong phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư, hiện tại thì cái xu hướng là chúng ta đã chuyển dịch để chúng ta bắt cổ phiếu rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi cái điều gì? Chúng ta sẽ chờ đợi cái câu chuyện là VN30 sẽ break cái vùng 1.485 điểm ở đây, và khi cái tín hiệu này được kích hoạt thì khả năng cao, cái này là chúng ta chưa có dự báo trước được đâu, nhưng thì khả năng cao thì các anh chị quan sát ở đây nhá, đó đây, thì khả năng cao là chúng ta lại có một cái nhịp sóng hồi, và cái nhịp sóng hồi này thì nó đi được về đâu, nó ít nhất là nó cũng có thể đó, khởi sắc đó, thì nó cũng có thể đi về được khoảng vùng 1.525 điểm của chỉ số VN30 đó, của chỉ số VN30. Như vậy là VN30 dự sẽ còn tăng được khoảng tầm 40 đến khoảng 50 điểm nữa, ví dụ như vậy, thì đấy là một tín hiệu rất là tuyệt vời để cho chúng ta hiện thực hóa một cái nhịp mà chúng ta vừa bắt vừa xong ở đây, và lên đến cái vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Và hoàn toàn tương tự như vậy đối với chỉ số Phái Sinh thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây, đúng không ạ? Chỉ số Phái Sinh của chúng ta cũng đã vượt qua một cái cửa rất là hẹp ở vùng 1.465 đến 1.475, và hiện tại thì đang có một cái lực phục hồi kỹ thuật ở đây, và với lực phục hồi này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng, đây là kỳ vọng thôi, tuần tới chúng ta sẽ tính toán thêm ở vùng 1.480 đến vùng 1.490 điểm của Phái Sinh. Và trong trường hợp nếu như Phái Sinh của chúng ta mà break được cái vùng 1.490 đó, thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng một cái tương lai nó có thể long về ở đâu đó, có thể đạt được ở quanh vùng 1.525 đến khoảng vùng 1.530 điểm đối với chỉ số Phái Sinh đó. Và đối với index thì sao, chúng ta nhìn trên trang kỹ thuật ngày này, thì trong tuần vừa qua đó thì index của chúng ta cũng đã thoát qua một cái điểm rất là hẹp ở vùng 1.440. Tất nhiên có những thời điểm thì chúng ta đã phải chuẩn bị những cái kịch bản là index có thể quay về vùng quanh 130 ở đây, nhưng mà cái vùng 130 thì nó không về nơi. Và kết thúc tuần thì index của chúng ta cũng đã vượt thoát lại được cái vùng 1.460 điểm ở đây, và điều quan trọng nhất đó là vùng 1.450 đến vùng 1.455 điểm của index thì đã cơ bản là được vượt thoát qua. Và như vậy thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng cùng với sự tích cực của thị trường chứng khoán thế giới, và chúng ta đáo hạn xong Phái Sinh, chúng ta cơ cấu các quỹ cơ cấu xong, thì tuần tới nó sẽ có một cái nhịp long, và nhịp long này thì sẽ là một cái nhịp mà chúng ta sẽ canh để chúng ta hiện thực hóa các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã bắt được ở trong tuần vừa qua. Còn nhìn ở trên góc độ sóng ngày đây thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây này. Đối với chỉ số index đây các anh chị, vùng 1.475 điểm đến vùng 1.480 điểm đây, nó đang là kháng cự. Và với kháng cự này thì xu hướng là trong tuần tới, trong tuần tới có thể nó sẽ quay lại test một lần nữa. Khả năng ở đây 1.457 đến khoảng vùng 1.460, tức là nó sẽ có thể có những cái điểm test lại cung kỹ thuật của index ở vùng này đó, rồi bắt đầu nó mới bắt đầu tích lũy ổn định vùng này rồi kéo lên. Và cái vùng kháng cự tiếp theo của index ở đây, chúng ta chú ý vùng 1.490 đến vùng 1.500 điểm, đó sẽ là những cái kháng cự mà tuần tới thì đầu chúng ta sẽ hướng đến. Và cũng hoàn toàn tương tự như chỉ số VN30 đây, thì nó sau khi gặp kháng cự 1.450 ở đây thì nó sẽ chỉnh cung, và tuần tới thì chúng ta sẽ có thể có những điểm trả cung lại ở quanh vùng 1.470, chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng này trước khi nó sẽ tích lũy ổn định. Và chúng ta dự báo là VN30 sẽ công vùng 1.490 đến khoảng vùng 1.500 điểm. Đối với Phái Sinh nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, khả năng cao thì Phái Sinh cũng sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại ở quanh vùng 1.470, tích lũy ổn định ở vùng này thì nó sẽ tiếp tục đánh lại vùng 1.480, 1.490, và nó cũng Phái Sinh thì nó cũng sẽ hướng lên đồng pha với VN30 ở quanh vùng 1.500 điểm. Như vậy về mặt kỹ thuật thì tuần tới sẽ kỳ vọng sẽ là một tuần mà thị trường sẽ có những cái nhịp long khá là đẹp.
Còn về mặt chiến thuật thì tuần tới chúng ta sẽ hạn chế mua đuổi trong những phiên tăng tăng điểm mạnh của thị trường. Mà quan điểm kỹ thuật của ông Lê là trong nhịp này thì bắt thì đã bắt rồi, mua thì đã mua rồi, và chúng ta tập trung, chúng ta quan sát những cái vị thế trong tài khoản của chúng ta, và cái nhịp hồi này hồi lên được đến đâu, về được đến đâu thì cũng sẽ phân tích thêm, và trên cơ sở khi thị trường đạt được cái vùng kháng cự thì chúng ta sẽ bán, thu lại tiền về, và sau đó thì chúng ta lại sẵn sàng để chúng ta có được một cái lượng tiền để chúng ta đón một cái sóng mới. Thì bản tin tuần này đến đây là hết. Vòng Lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo. Với những anh chị em mà chúng ta đã có những cái sự đồng hành, có những cái sự chia sẻ, thì Hùng cũng mời các anh chị về với team của Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta tiếp tục đồng hành trong những phiên giao dịch trực tuyến, để chúng ta có thêm những cái trao đổi và trực tuyến trong phiên, và cũng như có những cái trao đổi về mặt chiến lược một một đối với các cái câu hỏi, các cái tham vấn của các anh chị trong các cái phiên giao dịch, để chúng ta có thêm những góc nhìn tốt hơn, tối ưu hơn trong cái quá trình giao dịch. Còn đối với những cái mã cổ phiếu mà các anh chị chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới phần bản tin tuần, thì Hùng sẽ dành thời gian để có thể giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các anh chị trong những cái khả năng tối ưu có thể. Đó, thì một vài ý Hùng chia sẻ như vậy.